Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức. Gia Bảo một mình bế con gái đi họp báo. Bà xã không đi cùng Gia Bảo như mọi khi, một mình nam diễn viên chăm sóc cho con gái. Chiều ngày 26 tháng 3, Gia Bảo tổ chức họp báo ra mắt sân khấu kịch Family do chính anh và bà xã phối hợp cùng Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thành lập. Đến chúc mừng anh là nhiều bạn bè và đồng nghiệp. Do bà xã bận đóng quảng cáo nên Gia Bảo một mình dẫn con gái Grammy đến buổi họp báo. Công chúa nhỏ của cây hài vừa đón sinh nhật đầu tiên vào cuối năm 2015. Cháu nội của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc cho biết anh chịu nhiều áp lực, nhất là việc duy trì hoạt động trong tình trạng khó khăn hiện nay. Dù là sân khấu mới nhưng Gia Bảo chia sẻ sự may mắn khi quy tụ được nhiều nghệ sĩ gạo cội cho đến những gương mặt trẻ mới nổi. Trong ảnh, diễn viên trẻ Duy Khánh và Thành Đạt sẽ góp mặt trong nhiều vở kịch của sân khấu. Ca sĩ Minh Thuận và cây hài Lê Giang dành nhiều lời chúc mừng cho đàn em. Đàm Phương Linh là một trong những đào đẹp được Gia Bảo lựa chọn. Ngoài ra, Ốc Thanh Vân, Hoa hậu Diễm Hương, Thanh Hiền cũng sẽ lần lượt đảm nhận vai chính trong các tiểu phẩm.